Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục test game trên kênh. Hôm nay thì mình sẽ test game trên chiếc máy Oppo F11 trang bị con chip Helio P70. Nãy giờ thì mình đã vào trận được gần 4 phút rồi. Phần trăm pin hiện tại là 42%. Để xem sau một ván game thì nó tụt xuống bao nhiêu. Phần trăm pin là ở mức là 49%. Đây. Đây. Cảm giác mình thấy được là hơi lắc, ping hơi cao nha mọi người. FPS thì nó ổn định ở mức là 60. Mặc dù là mình đã setting ở mức giảm đồ họa nhưng mà vào game thì nó không ảnh hưởng gì. Những hình ảnh mình thấy vẫn rất là đẹp, không ảnh hưởng đến trải nghiệm của chúng ta. Có những lúc giật kia là ping nó nhảy từ 8 lên 70 thì sẽ có tình trạng vậy. Wi-Fi hơi yếu nha mọi người. Chắc mình sẽ thử đổi mạng Wi-Fi xem. Ok, mình đã đổi sang mạng Wi-Fi mạnh hơn rồi. Và giờ thì ổn định hơn. Đây dịu. Tính 1.3 để tôi. Giao tranh thì FPS nó ở mức là 5960. Mạng Wi-Fi vẫn yếu nha mọi người, nó không được ổn định. Còn FPS thì mình thấy nó giữ nguyên ở mức là 5960, rất ổn áp. Có thể thấy khi chúng ta setting ở mức là thấp một xíu thì chơi vẫn tốt, đồ họa không bị ảnh hưởng. Ấy, flo. Ui, khá ghê. Bây giờ mình sẽ đi ra khu vực ở giữa này. Cứ bị sao, chuồn gấp. Giao tranh FPS nó vẫn ổn định, chỉ có là đôi khi mạng hơi lắc thôi. Đây, khô máu Magenga chảy đầu. Sao mình cứ thấy cảm giác lắc nhở? Phở lọ á, hụt hoa chưa? Không xong rồi. Ui, không kịp ulti luôn. FPS thì vẫn ở 60, 59, rất ổn định. Cảm giác nhiều lúc mình thấy nó hơi bị đơ nha mọi người. Điều chỉnh nó không được nhảy. Mặc dù mạng mình thấy là vẫn ở mức là 5, 6, 7 ms. Thơm. Qua bên đây là có hai người đang yếu máu là thì ra là win à. Một trận đấu diễn ra rất là nhanh, 10 phút nhưng mà mình trừ đi 3 phút là 7 phút từ 49 mà nó tụt xuống 46% pin. Mình thấy máy hơi nóng nha mọi người, nhưng mà nóng ở mức này thì chấp nhận được. Mình sẽ show mức đồ họa. Đây là mình setting. Và khi chúng ta giảm setting thì chất lượng hình ảnh mình thấy vẫn rất là ok. Với những con chip và những máy cũ như là Oppo F11 như thế này, chúng ta có thể là giảm setting xuống. Tổng quan về khả năng chiến liên quân mình đánh giá là ổn nha mọi người khi chúng ta giảm setting. Và tựa game tiếp theo đó là PUBG Mobile. Về phần setting tựa game PUBG Mobile, chúng ta chơi được ở mức là 30fps thôi. Và con chip Helio P70 chúng ta có thể bật được cả biến con quay rồi. Chip này là một con chip tầm trung cách đây mấy năm trước rồi. Khả năng nó cũng khá là ổn. Cả biến con quay. Khi chúng ta mới vào bật thì có vẻ như cả biến con quay nó hơi loạn xíu, nhưng mà giờ đã ổn định rồi. Và độ sáng trên chiếc máy này nó hơi thấp nên là chúng ta đi ra ngoài trời nắng có thể là không sẽ thấy để bắn game được đâu, nên là chúng ta chỉ chơi trong nhà thôi. Ôi, thanh niên.
nấp đây à? Thanh niên này bắn vậy mà không lên bảng điểm số. Theo mình thấy thì chúng ta có thể chiến được PUBG trong tầm giá này là cũng ok rồi, và nhiệt độ thì nó có phần hơi nóng. Thanh niên này. Úi ơi, hết đạn kìa, không là double kill rồi. Nãy giờ mình chơi được bao nhiêu phút rồi? Mức pin nó từ 49, mình thấy nó tụt xuống 42% rồi. Chơi được tầm 15 phút. Pin cũng khá là ổn. Thì video test game của mình trên chiếc máy Oppo F11 đến đây là kết thúc rồi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video test game tiếp theo. Ôi đông quá.